dùng Na như là một con bài khó chịu ở khu vực đứng trên, mặc dù tôi không cảm giác rằng Na sẽ đi được Irelia cơ. Bởi vì nếu như xét về Irelia và Na thì tôi đánh giá rằng Na sẽ là một vị tướng không bằng cho mắt, nhưng không cần chờ nữa, họ lao lên tốc biến đẩy Achi về, và Achi có cái phát bắn thần bí đó nó hụt, nhưng lúc này thì Achi đang cố gắng bỏ chạy, anh ta đang phải né đi những thứ, nhưng Optimus cố gắng đỡ tốc tiến lên và lấy được chiến công đầu. Nhưng Jin mất rất nhiều máu nhưng không không đủ sát thương bởi cái hồi máu. Ở đường dưới đang có một chút xíu trao đổi về mặt chiêu thức, nhưng tạm thời thì không có nguy hiểm cho ai cả, bởi lúc này thì Jin đang bắn khá là rát vào người của Achi. Anh ta đang dính chói và Jin lấy được điểm hạ gục này. Cú đẩy vào, cú hay đẩy vào rất hay và kịp thời của Sớt. Nó chỉ là một tí tị tì. Và nói lại khu vực đường dưới, chênh lệch giữa xạ thủ, hai xạ thủ với nhau là khoảng tầm 1.100, 1.200 tiền. Wow. Và rất đau là những gì chúng ta thấy về sát thương của Jin. Jin bị kiệt sức, bị Optimus bắn và Optimus lấy điểm hạ gục này. Một tình huống thi đấu hổ báo đến từ cả hai người chơi này. Cú tốc biến vào đến từ Tích lại không đạt được hiệu quả. Lợi thế ở thời điểm này để có thể vượt xa hơn đối phương hơn đây nữa. Rồi. Và đây rồi, đôi giày. Và đôi giày đó được dành cho Jin. 4-1-0, 62 chỉ số lính là những gì mà Jin làm được. Thứ 10 là phải nói rằng Achi lúc đó có lẽ là hơi cẩn thận quá. Hapa đang khép góc POTM, cả hai đang giao tranh. Hapa né được chiêu cuối, anh ta lặn xuống hồ máu. Anh ta tạm thời lui về với nhiều đồ của mình, hồi lại 107 máu. Tích đang bị dính kén nhện. Hapa gặp nguy rồi, anh ta bị tấn công, anh ta phải tốc biến trong diện đồ. Hất văng 269 đi và QTV có mặt, anh ta có điểm hạ gục của Hapa. Jin phải tốc biến. Phía bên kia POTM hạ gục được Xẹt. Heaven và Jin đang dựa vào lưng nhau, kén nhện được tung ra. QTV là nạn nhân, anh ta bị dồn sát thương. Heaven nằm xuống, QTV cũng đã nằm rồi. Jin nhiều điểm hạ gục thật đó, nhưng có lẽ đồ lúc này là chưa đủ để có thể chống chọi. Anh ta là người thứ tư của 269 kinh dây đang quay lại, anh ta đòi được một điểm hạ gục, anh ta phải tốc biến theo đến từ POTM, và đó là quét sạch cho Gigabyte Marine. Quét sạch không chính thức dành cho Gigabyte Marine. Phải nói là Tích đã có sự quan tâm đủ và cần thiết dành cho đường dưới, và anh ta đã thành công. Đường giữa có giao tranh, đã dùng chiêu cuối là Hapa. POTM bị làm chậm bởi hồ máu, kén nhện tung ra chuẩn xác. Heaven bị làm choáng bởi chiêu cuối POTM, nhưng sát thương đã rất nhiều, có khiên đen. POTM tạm thời sống, anh ta sẽ sống. Người đầu tiên lên bảng là Heaven. Hapa cùng với Xẹt cùng lui về, một cái khiên đen kịp thời của nhưng Achi. Đây là chiêu cuối đến từ Ezreal. Wow. Nó đủ sát thương, mặc dù trôi qua hai người đời bò có thể combo được hoặc không. Nói chung là nó rất khó để cho những người chơi Alista có thể thực hiện được một cú combo. Optimus có một DA rất đẹp rồi, Xẹt cũng đã di chuyển bị dính khóa bóng tối. Một cú thùng rượu thường, lượng máu cấu đi không phải là quá nhiều, nhưng tôi thấy kinh dây lao lên và có thùng rượu đổ. Kinh dây đã dùng chiêu cuối, Optimus không còn nhiều máu. Achi lao lên dùng chiêu cuối chói hồn đi cả ba người, nhưng ta đã bị đẩy ra và hết tác dụng của chiêu chói hồn đấy rồi. Tích đang cố gắng khép góc, nhưng chúng ta đang thấy 269 dần dần mất đi máu cực một kỳ nhiều. Kinh dây làm choáng được Tích, tốc biến lên. Quỳ đến từ Optimus, anh ta có điểm hụt, anh ta bị kiệt sức. Phía bên này Heaven thấp máu, Hapa tới. Hapa dùng cho mình chiêu cuối và Hapa lặn xuống hồ máu. Anh ta hồi 368 máu trong tình huống đấy, nhưng không đủ để anh ta có thể tồn tại và tiếp tục làm pha tranh thành công của Gigabyte Marine khi họ có 3 điểm hạ gục. Và chưa kể KDB đang tận dụng thời cơ cực kỳ tốt. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi tôi thấy rằng các thành viên bên phía Gigabyte Marine, đặc biệt là Tích, đã có những pha xử lý rất tuyệt vời. Đầu tiên là một cách nhanh chóng là không thể xét cấp KTV. Rõ ràng Xét là người thua rồi. Bên cạnh anh ta có Jin, Heaven đang di chuyển tới. KTV lùi lại, nhưng KTV đang trong tầm nhìn của 269. Họ quyết định dồn sát thương, tấn công KTV. KTV chuyển sang dã đa khổng lồ, hất tung được hai người, nhưng anh ta cũng bị hất tung bởi Xét. Và đó là điểm mà cùng của Heaven. Cái đánh Tích thì phải là đúng như vậy. Công POTM, nhưng đây là một tình huống Achi đã đứng chờ sẵn. POTM được tất cả mọi thứ, nhưng Achi mới là người bị quan tâm và lên bảng điểm số. Cú hóa đá thành công, KTV mất rất nhiều máu. KTV xuất hiện, KTV tìm những người đang bỏ chạy ở bên phía bên trái. Và Sơn và Heaven chạy được. Thì cú E, lúc đó cả Tích và cả KTV đều đang đầy máu, thì cái lưỡi kiếm cân bằng sẽ làm chuẩn. Rất ở đây lúc 269 cần phải xóa sổ đi. Nhưng còn mắt Xẹt đang bị tấn công, anh ta bật cho mình bất khuất, nhưng một lần nữa có thể bị làm choáng bởi chói hồn của Achi. Anh ta lên bảng đếm số, KTV không dám làm gì nữa.
còn DJ chỉ là người có nhiều sát thương chứ còn khả năng chống chịu thì là coi như là bằng zero đi. Wow. Oh, cú làm choáng bằng đai lưng Hextech và tiếp tục là pha rồi. Lặn. Thật ra tình huống đó cũng không quá quan trọng bởi tỷ lệ thành công của họ rất cao, tốc biến lên đến từ Heaven. Kết. Tại sao nhỉ? Nhưng chạy kiểu gì đây khi tốc biến không còn, chiều cuối cũng đã hết. Hà Phà nằm tiếp theo là Heaven, anh ta bị dính kiệt sức, KTV nhảy không qua tường thì phải. Anh ta boomerang cũng không làm chậm được Heaven, Heaven đang lườn lách đánh bóng. Nhưng tích anh ta lăn bụng tốt và Optimus có điểm hạ cục thứ tư. King Jay, Jin và Sam rõ ràng không dám chơi nhưng Jin lại chơi thật này. Anh ta bật hồi máu và KTV thấp máu, anh ta phải tốc biến bỏ chạy. Achi là tường hỗ trợ nhưng có một sói. Sói đã cắn sói ca và đó là một tình huống mà QTV đã bị ba con sói báo hại và có vẻ như đó là một tình huống ba con sói rách. Mất con rồng này cùng ánh sáng, nó không đủ xa thường, nó không kịp thời gian. Có vẻ như cái cách đó đang khiến cho thế trận của 269 áp đảo hơn một chút xíu, nghĩa là cái về mặt đẩy lính họ lúc nào cũng ở cái thế là nhỉnh hơn. Lý do rồi, có giao tranh, mục tiêu đang là Achi lên bảng điểm số rất nhanh, một trạng thái khống chế cực kỳ nhiều và cái chữ B đó vẫn còn, nó có thể là Baron và Tích đang muốn lắm. Và vẫn ăn Baron và điều đó là không quá làm chúng tôi ngạc nhiên. Thật ra thì tôi sẽ giữ một tâm lý bình thường hơn sau những pha ăn Baron khác của Boba Marine, không cần phải hét to lên như thế làm gì cả. Nhưng rõ chỉ ràng cần để nguyên Boba Marine ăn Baron 50 đến 69 lần gì đó. Và sau con Baron thì mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Dường như Tích rất thích cái kiểu đó là cứ bày cỗ ra cho anh ta, gọi món hết đi, làm tất cả mọi thứ đi, so bát đũa đi. Sao? Xong anh ta chỉ việc thế mà hút thôi. Giao tranh nó đang hoàn toàn thuộc về Boba Marine. Và pha thi đấu này thậm chí có thể dẫn đến một tình huống kết thúc trận đấu. Nhưng nó hơi khó, vì nếu như hạ gục được Jin hoặc King Jay thêm nữa thì họ mới có khả năng làm điều đó. Rồi, họ yêu thì em hạng bằng lên. Anh ta đã hạ gục được Jin. Heaven cũng lên bảng, King Jay phải lùi về, đang bị bấu bởi POTM có rely. Và Heaven lùi về rất khó khăn nhưng lính đã không có... À, có dịch chuyển của QTV và có được điểm trong cuộc đối đầu này. Không, và như vậy là không có gì có thể ngăn cản nữa. Mọi thứ cứ như là một cơn lũ quét vậy. Chúng ta có thể thấy là đột nhiên bụp một phát, các thành viên Gear by Marine đang từ trong một thế mà Achi bị bắt lẻ, mọi thứ còn đang rất bối rối. Thì bỗng nhiên con Baron được dâng tận miệng của Tích và điều đó khiến cho Tích cảm giác rằng rất thoải mái và những người đồng đội